mừng các bạn đến với kênh nhân quả luân hồi chương 9 khám bệnh các bạn thân mến khám bệnh theo phương pháp thực dưỡng là một nghệ thuật không cần đến dụng cụ phức tạp ta vẫn có thể đoán định bệnh của mình hoặc cho người khác bằng cách hỏi nhìn sờ mó nghe ngửi và cảm nhận sóng sinh học tất cả đều dựa vào nguyên lý vô song âm dương nếu bạn thực hành phương pháp thực dưỡng tự chữa lành bệnh và càng ngày càng củng cố sức khỏe thì bạn càng biết cách giúp người khác phòng trị bệnh tật khổ dù họ không hay không biết gì về bản thân của mình trí phán đoán của bạn càng ngày càng trở nên sắc bén và bạn sẽ khám phá ra nhiều triệu chứng bất thường ở những người thường cho mình khỏe mạnh và thể xác lẫn tinh thần không có gì che giấu được bạn bạn có thể xác định giai đoạn bệnh của người mà bạn đang khám và biết đấy là mất quân bình về sinh lý hay cơ năng về tâm lý hay tinh thần thật ra mọi bệnh trong người đều có liên quan mật thiết đến nhau và có nguồn gốc chung là ăn ở trái tự nhiên hay vi phạm trật tự vũ trụ sau đây chúng ta nghiên cứu một số phương pháp khám bệnh đơn giản. 1. Hỏi, vấn chuẩn Phải biết đặt những câu hỏi chính yếu, đừng lạc vào phân tích chi ly, chỉ cần biết chắc chắn bệnh là âm hay dương. Quan trọng nhất là cần biết cách ăn uống của bệnh nhân, tính chất âm dương của thức ăn mà người bệnh đã hấp thụ. Ngoài ra có thể hỏi thêm về nơi sinh sống, nhà cửa, khí hậu, hoàn cảnh sinh hoạt, đời sống gia đình. 2. Nghe, văn chẩn Lắng nghe nhiều người nói chuyện, bạn vẫn có thể biết được tình trạng sức khỏe của từng người. Người nói huyên thuyên thường bị rối loạn ở những cơ quan chắc đặc như gan do ăn quá nhiều thứ thịnh dương, như trứng, thịt, muối. Trái lại người không thích trò chuyện, thường mắc ở cơ quan rỗng nở như ruột, dạ dày. Người nói giọng mi ướt thường do yếu thận, giọng nói hùng hồn mà không lưu loát cho thấy bệnh ở tim, lời nói nặng nề, trầm út cho thấy phổi bị nghẽn. 3. Nhìn, vọng trần, đây là cách chẩn đoán đáng quan tâm nhất vì tương đối dễ dàng và phổ thông. Dù mắt quan sát hình tướng và những dấu hiệu đặc trưng lộ ra bên ngoài, bạn có thể tự chẩn bệnh cho mình, cho người khác, kể cả trẻ sơ sinh, người bệnh liệt giường hoặc người khó tiếp cận. Vì thức ăn có ảnh hưởng to lớn đến sức khỏe, nên điều quan trọng nhất và trước hết là phải biết việc ăn uống hàng ngày có quân bình hay không. Như đã nói ở phần dưỡng sinh, món ăn thức uống khi vào người phần lớn biến thành máu, phần còn lại cặn bã hay chất thừa sẽ tích lũy trong các cơ quan hoặc được bài tiết ra ngoài, vì vậy muốn kiểm tra việc ăn uống đúng hay sai thì có thể xem phân và nước tiểu hàng ngày. Ngoài ra muốn biết thể chất bẩm sinh và tình trạng sức khỏe hiện có, ta có thể nhìn dấu hiệu báo trì khác trên cơ thể, cần lưu ý là những dấu hiệu báo bệnh cũng như những triệu chứng sẽ biến mất khi sức khỏe được phục hồi, nghĩa là tình trạng quân bình âm dương được tái lập. Điều này cho thấy tự mỗi người có thể cải đổi hình tướng của mình bằng cách tu trình bản thân trong ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Như đã biết ở phần 1, mọi sự vật trong vũ trụ đều hàm chứa khuynh hướng đối lập nhưng bổ túc cho nhau, đó là âm và dương. Ở cơ thể con người cũng như vậy, tình trạng đối bổ này hiện trong mối tương quan giữa một Phần trên và phần dưới của cơ thể 2. Phần trước và phần sau của cơ thể 3. Bên trái bên phải của cơ thể 4. Phần ngoài phần trong cơ thể 5. Những bộ phận và toàn cơ thể Phần trên và phần dưới của cơ thể Dùng cổ làm điểm phân chia Cơ thể làm hai chiều ngang thì đầu là phần trên và thân là phần dưới. Xét về cấu trúc, đầu chắc đặc hơn nên dương hơn phần thân có hình dạng nở lớn hơn do đó phần thân âm hơn phần đầu vì âm và dương bổ túc cho nhau nên phần thân xảy ra điều gì thì điều đó phản ứng ngay ở đầu theo chiều đối lập như vậy tình trạng của tim phổi ruột và các cơ quan trong phần thân đều có biểu hiện tương ứng ở phần đầu mà ta có thể thấy được nhờ quan sát vùng mặt từ cổ xem như phần giữa cơ thể đầu phát triển hướng lên trong khi thân phát triển hướng xuống vì vậy những cơ quan nằm ở vùng dưới của thân sẽ lộ ra ở vùng trên của khuôn mặt những cơ quan nằm giữa thân sẽ lộ ra vùng giữa khuôn mặt và những cơ quan nằm ở vùng trên của thân sẽ lộ ra ở vùng dưới khuôn mặt cụ thể là tim tình trạng tim hiện ra chất mũi chất mũi nở lớn cho thấy tim phồng to nếu có thêm màu đỏ nghĩa là tim làm việc quá sức kèm theo triệu chứng huyết áp bất thường giữa chất mũi có vết đứt nẻ cho thấy tim bị hở hai phần phải và trái của tim không dính vào nhau và có tiếng thổi kèm theo triệu chứng tim độc loạn nhịp phổi phổi lộ ra ở má khi má đỏ ửng phổi đang bị viêm má nổ tàng nhang mụn nhọt cho thấy phổi ứ đờm và chất béo màu da tái nhợt ở má cho thấy phổi yếu cuống phổi tình trạng cuống phổi lộ ra hai mũi lỗ mũi rộng cho thấy cuống phổi thông lỗ mũi hẹp cho thấy cuống phổi nhỏ yếu hai cánh mũi đỏ cho thấy cuống phổi bị viêm dạ dày và tụy tạng tình trạng dạ dày và tụy tạng phản ánh lên vùng sống mũi và gốc mũi nếu vùng này có màu tím mầm thì dạ dày và tụy đều rắc rối thận Thận có liên hệ đến tai và mắt. Tai nhỏ và không có trái tai cho thấy thận và sinh lực vốn yếu kém. Nếu mắt có cuồng thâm, thận bị co rút do ăn quá nhiều món thịnh dương, nhất là muối, và có thể là hậu quả của chứng cuồng dâm. Nếu phần thịt dưới mắt bị hút, mọng, thận đã bị trương giãn do ăn nhiều món âm. Nhất là quá nhiều nước, nếu tàn nhan mụn nhọt nổi ở vùng này cho thấy thận bị ứ đờm và chất béo. Nếu những chất này đông cứng do tác động của thức ăn thịnh âm như nước đá, trái cây, sẽ sinh ra sỏi thận gan và lách. Gan liên hệ đến vùng chán giữa hai lông mày, ấn dương. Nếu vùng này có những đường hành học thì gan đã bị rối loạn, trong khi lách liên hệ với vùng chán ở đuôi lông mày, thái dương, màng tang. Nếu như da ở vùng này đổi màu cho thấy lách bị tổn thương. Ruột và bàng quang, những cơ quan này hiện ra ở chán. Chán tiết mồ hôi nhiều cho thấy bàng quang bị ứ nước. Chán nổi tàn nhang, mụn nhọt cho thấy ruột bị xáo trộn. Nếu nổi nhiều nếp nhăn thì ruột và bàng quang bị suy yếu. Các cơ quan sinh dục, những cơ quan này có liên hệ với tóc, tóc trẻ hoặc khô giòn, cho thấy khả năng tình dục bị suy giảm. Ngoài ra tình trạng của hệ thống sinh dục cũng phản ánh lên vùng miệng. Nếu người phụ nữ có râu mép thì hệ thống sinh dục, nhất là hai buồng trứng đã bị rối loạn. Hệ tiêu hóa, vùng miệng cũng phản ánh tình trạng của hệ tiêu hóa, môi dưới phồng, dày hoặc chề ra cho thấy ruột bị trương giãn không hoạt động bình thường, môi trên phồng, dày cho thấy dạ dày bị giãn nở. Sự biến đổi màu sắc của môi cũng liên quan đến hệ tiêu hóa. Những nốt trắng nổi ở môi cho thấy ứ đờm và chất béo, còn có những nốt sậm màu cho thấy ruột hoặc dạ dày bị viêm loét. Phần trước và phần sau của cơ thể Tình trạng của các cơ quan nội tạng nằm ở phần trước cũng như lộ ra ở phần lưng. Quan sát hình dạng cột sống lưng cho thấy cong ra phía trước hoặc ra sau, như bên phải hoặc bên trái, cũng như xem màu sắc của da lưng, chúng ta thể đoán định được cơ quan bình thường hay rối loạn. Bên trái bên phải của cơ thể, các bộ phận nằm bên trái bên phải của cơ thể thường ảnh hưởng lẫn nhau theo đường chéo. Ví dụ như vai bên phải của một người nhô hơn và rộng hơn vai bên trái, điều đó cho thấy phổi phải bị giãn nở hoặc âm hơn, do đó yếu hơn phổi trái. Phổi phải yếu hơn sẽ ảnh hưởng chéo đến các cơ quan bên trái nằm dưới hoành cánh mạc. Tình trạng suy yếu của những cơ quan này lại ảnh hưởng chéo đến các bộ phận bên phải như chân phải, khiến chân này bị yếu đi. Phần ngoài và phần trong của cơ thể Mọi biến chuyển trong cơ quan nội tạng đều lộ ra mặt ngoài của cơ thể, như móng tay xù xì hoặc gãy, lông ở vùng da nào đó mọc dày hoặc bị rụng bớt, cũng như tảng nhan, nốt ruồi hoặc mụn nhọt nổi nơi nào đều cho thấy tình trạng mất quân bình ít nhiều trong quá khứ hoặc hiện tại của những cơ quan tương ứng trong người. Bộ phận và toàn cơ thể Theo nguyên lý vô song, vũ trụ là một thể thống nhất, nghĩa là mỗi một tạo vật, dù nhỏ hay lớn đều phản ánh vũ trụ. Nói cách khác, toàn vũ trụ hàm chứa trong từng tạo vật Đối với con người cũng thế, mỗi bộ phận đều phản ánh tình trạng toàn cơ thể. Có thể dùng con mắt làm thí dụ. Trong mắt, nếu chia trong mắt làm hai phần theo hướng đường ngang, phần mắt trên phản ảnh phần cơ thể trên và phần mắt dưới phản ảnh cơ quan phần cơ thể dưới. Nếu chia mắt theo đường dọc, sẽ có hai phần ngoài và phần bên trong. Phần trong gần sống mũi, dương hơn, liên hệ với phần cơ thể có cấu trúc chắc đặc như lưng và cột sống. Phần mắt ngoài âm hơn, liên hệ với phần cơ thể trước có cấu trúc mềm và giãn nở ta có thể chia mắt thành 12 vùng tương ứng với những cơ phận đặc biệt để khám. Nếu vùng nào đó của mắt nổi những vết màu đỏ thì bộ phận cơ thể liên hệ đã có vấn đề. Thí dụ, vùng mắt liên hệ với não nổi đỏ cho thấy các mạch máu li ti trong não bị viêm hoặc bị phồng. Những vết đỏ nổi vùng mắt liên hệ với các cơ quan sinh dục cho thấy những mao mạch trong các cơ quan này đang bị phồng trướng hoặc ứ huyết. Đôi khi người phụ nữ có kinh xuất hiện những vết này, nhưng rất kỳ kinh cũng biến mất. Nếu chúng không mất thì đó là triệu chứng rối loạn cơ quan sinh dục nếu phần mắt trên nổi những vết nâu sẫm thì trong xoang mũi xảy ra tình trạng vôi hóa. Nếu những vết này nổi phần dưới mắt, chứng tỏ thận đang cắt sỏi hoặc trong buồng trứng đang hình thành u mỡ. Nếu trầm trắng mắt bị vàng, gan và túi mật hoạt động kém, màu mắt hơi tối, chứng tỏ thận và bàng quang rối loạn. Nếu có màu hồng thì tim và ruột non không còn hoạt động bình thường. Mắt có màu xám cho thấy gan bị bệnh, màu xanh tái cho thấy phổi và ruột già bị bệnh, còn có màu lục nhạt cho thấy dạng ung thư đang phát triển cũng có thể phát hiện bệnh ung thư ở nơi nào đó cho thấy vùng mắt liên hệ trở nên trong suốt hoặc nổi ra những vết trắng hoặc vàng. Nếu những vết này xuất hiện ở phần mắt dưới, ở sau mí mắt, chứng tỏ cơ thể phần dưới, nhất là chung quanh các cơ quan sinh dục đang ứ đờm và chất béo. Ở phụ nữ, đây là dấu hiệu của bệnh bạch đới mãn tính, còn ở nam giới thì tuyến tiền liệt có bệnh. Mắt tam bạch Mắt bình thường có lòng đen nằm chính giữa, lòng trắng chia đều hai bên, còn mắt tam bạch có lòng đen. Lọt một phần vào sau mí mắt và bày thêm phần trắng ở phía trên. Theo diễn tiến tự nhiên về sinh học, từ 60 tuổi trở đi, lòng đen con mắt có khuynh hướng chạy lên và mắt người chết có lòng đen lọt thỏm vào sau mí mắt trên. Người dưới tuổi đó mà có mắt tam bạch là dấu hiệu xấu cho sinh lực suy yếu toàn bộ. Người bị tam bạch thường đa nghi, hay sợ, dễ đổi ý, khó giữ lời, hoang phí thời giờ, trí nhớ kém, phản ứng chậm và thường bệnh nặng ở tim, phổi, gan, thận, cơ quan sinh dục, Người này sẽ chấm dứt cuộc đời một cách bi thảm nếu không biết sửa đổi cách ăn ở hàng ngày cho đúng đạo. Mắt lồi Mắt lồi nếu cá đỏ, mắt ốc bưu, cũng tương tự mắt tam bạch. Người mắt lồi thường bị bệnh tim, yếu tình dục, rối loạn các tuyến nổi tiết, như bị bệnh bướu cổ ác tính, face đầu, kinh nguyệt không đều, cuộc đời của người này thường lắm khó khăn và có thể chết không êm thắm. Xem mạch Thiết trần Đây là một phương pháp trần bệnh tinh vi và có phần phức tạp. Vì vậy trong sách phổ thông này chỉ đề cập đến những điểm lưu ý. Có nhiều vị trí để xem mạch và nhận định tình trạng khí huyết cũng như tình trạng vận hành của từng cơ quan trong người. Những vị trí đó thông mạch là cổ tay, ở đùi, ở bụng, ống quyền chân, ở lưng bàn chân, nhưng rõ ràng nhất và dễ xem nhất là mạch cổ tay. Trước hết nên nhớ quy luật căn bản, nam và nữ tương phản bổ túc cho nhau, nên mạch của nam giới và mạch nữ giới trái ngược nhau. Thí dụ mạch tim, gan thận ở đàn ông nằm ở cổ tay trái, nhưng của đàn bà nằm ở cổ tay phải. Mạch ở đây là tên gọi chung của mạch, kinh lạc ở Đông Y. Kế đến khi xem mạch đến chú ý, nồng độ vòng, biên độ hơn là cường độ và tốc độ. Độ vòng cho thấy tình trạng khí vơi đầy trong các cơ quan, cũng cần biết chu kỳ hàng năm của khí trong cơ thể không hoàn toàn phù hợp vào thời gian và chu kỳ vũ trụ. Do tính chỉ hoãn cố hữu của mọi hệ thống trong người, cơ thể phản ứng lại sự thay đổi thời tiết có phần chậm trễ. Mạch thường đổi chậm hơn thời tiết khoảng 3 tuần chính vào khoảng 24 ngày sau các thời kỳ phân mùa và trí điểm khó xem mạch nhất, vào những lúc đó mạch có tính chất trung gian giữa mạch mùa trước và mạch mùa sau. Sau cùng để kiểm chứng có thể dùng đầu ngón tay cái hoặc đầu tròn của que đũa, tre hoặc thủy tinh ấn vào các huyệt dùng, trần đoán. Nếu thấy đau tức hoặc bệnh nhân nhăn mặt thì cơ quan hoặc hệ thống liên hệ đã bị bệnh. Sau khi trị liệu cũng nên khám lại bằng cách đó theo nguyên lý vô song, các cơ quan trong người đều có thể nhận định là âm hay dương. Những cơ quan dương, hình thể chắc đặc và nằm sâu trong cơ thể gồm có gan, tim, tụy, lách, phổi và thận. Đấy là những trung tâm vận chuyển, tồn trữ và phân phối. Những cơ quan âm, hình thể rỗng, mềm và nằm ngoài hơn, gồm có túi mật, ruột non, dạ dày, ruột già và bàng quang. Chúng đảm nhiệm việc dinh dưỡng và bài tiết. Điều này cho thấy tại sao những yếu tố âm thường tác động đến những cơ quan âm và những yếu tố dương tác động đến những cơ quan dương như nói ở mục 1, nguyên nhân sinh bệnh của chương 8. Theo quy luật âm và dương thu hút nhau, định lý 4 và 9 của nguyên lý vô song. Trang 24, dòng khí có tính chất âm hoặc dương. Trong mỗi cơ quan thu hút mạnh những yếu tố đối lập hơn là những yếu tố đồng tính. Dòng khí âm thu hút yếu tố dương và dòng khí dương thu hút yếu tố âm. Theo luật, lượng biến đổi. Khi những yếu tố đối lập vượt khả năng hấp thụ và đồng hóa của dòng khí, thì sẽ gây rối loạn của cơ quan liên hệ. Định bệnh theo Tây y, đây cũng là nhận định tương đối vì cực âm sinh dương và cực dương sinh âm và lại hai bệnh khác nhau có thể có một số triệu chứng giống nhau và một dạng bệnh có thể do hai nguyên nhân âm hoặc dương. Vì vậy muốn chẩn bệnh chính xác nên phối hợp nhiều cách và cần thực hiện dài lâu để có kinh nghiệm. Chú thích: Âm dương của tế bào sinh dục, sự phát triển của tinh trùng chịu ảnh hưởng của lực ly tâm âm nhiều hơn, trong khi trứng, noãn phát triển dưới sự chi phối nhiều hơn của lực hướng tâm dương khi lọt vào cơ thể người nữ tinh trùng mang điện tích âm có khuynh hướng đi lên trái lại trứng mang điện tích dương có khuynh hướng đi xuống lúc đó trứng là trung tâm hạt nhân thu hút đám tinh trùng cũng như electron xoáy vào tâm vì vậy khi giao phối nam giới khỏe mạnh và năng động hơn dễ sinh con gái và nữ giới mạnh và chủ động hơn dễ sinh con trai hết chú thích rối loạn chủ yếu ở cơ quan sinh dục nam sưng tấy chảy nước mất tình dục âm nang thủy thủng phì đại tuyến tiền liệt hạ cam mềm, vài trường hợp hẹp đường tiểu, viêm tinh nang, tử cung nghiêng sau, lậu, sa tử cung, chu kỳ kinh dài, trồi, vài dạng u bướu, ung thư phú, rối loạn hệ thống sinh dục do dương. Triệu chứng đặc trưng là rối loạn chủ yếu ở cơ quan sinh dục nữ, đôi lúc sưng tấy nhưng khô hơn. Tinh hoạt ẩn đơn, vài trường hợp hẹp đường tiểu, hẹp bắc quy đầu, tử cung nghiêng trước, âm đạo co đau, chu kỳ kinh nguyệt ngắn, sụt, vài dạng u bướu, ung thư bường chúng ung thư tuyến tiền liệt rối loạn hệ sinh dục do cả âm lẫn dương sẽ rối loạn cơ quan sinh dục nam hoặc nữ đôi lúc sưng tấy tình dục không đều u mỡ vú răng mai khí hư bạch đới không đồng đều vài dạng u bướu ung thư tử cung rối loạn ở hệ tiêu hóa chú thích âm dương của dịch tiêu hóa một nước miếng là chất lỏng có tính kiềm alkalin chủ yếu là tiêu hóa và phân giải chất bột carbon hydrat hai dịch vị là chất lỏng có tính toan axit Chủ yếu là tiêu hóa và phân giải chất đạm và chất béo. 3. Mật và dịch tụy là chất lỏng alkalin, chủ yếu là tiêu hóa phân giải chất béo, chất đạm và chất bột. 4. Dịch trường là chất lỏng axit, tiêu hóa phân giải chất bột, chất đạm và chất béo. Các phân tử thức ăn được phân giải ở đây sẽ biến thành máu sau khi hấp thụ và máu có tính alkalin, kiềm. Hết chú thích. Rối loạn hệ tiêu hóa do âm. Biểu hiện. Dưng viêm hệ tiêu hóa, giãn mô Trướng cơ quan, đau thắt, chuột rút, chuyển hóa chậm, sâu răng, viêm lợi. Tá bón và tiêu chảy Kinh niên, nôn mửa, ung thư thực quản, ung thư thân dạ dày, viêm tỉ vị, đại tràng, sứt môi, sùi vòng họng, lét dạ dày, sơ gan, kết lị, tiểu đường. Dối loạn hệ tiêu hóa do dương, triệu chứng đặc trưng co rút, đôi lúc sưng, viêm, cứng, sưng mủ và u bướu, sốt nóng, bệnh mòn răng tá bón nhất thời thổ tả ung thư tụy đại tràng trực tràng viêm ruột thừa viêm túi mật loét tá tràng hoàng đản vàng da rối loạn hệ tiêu hóa do cả âm lẫn dương đôi lúc sưng viêm sinh mủ và u bướu chuyển hóa thiếu điều hợp bệnh béo phệ ung thư gan lách ung thư môn vị chỉ xoài mật viêm gan đi tả sốt thương hàn rối loạn ở hệ thần kinh do âm triệu chứng đặc trưng sưng ở hệ thần kinh viêm ở hệ thần kinh bồn chồn đau đớn run rẩy rũ rượi bệnh suy nhược thần kinh tâm thần phân liệt sợ hãi lo âu chán trường quá nhạy cảm bong võng mạc tăng nhãn áp cận thị mắt leo, đỏ mắt mù màu mắt lẽ ra ngoài điếc phần ngoài và phần điếc dẫn truyền đau đầu ở vùng trán và thai dương liệt dung nhẹ ngạnh hóa đa phát động kinh viêm màng óc ung thư ở vỏ não chóng mặt ủ tai cảm giác mệt mỏi mất trí nhớ mất ngủ nặng giấc mơ rời rạc dối loạn hệ thần kinh do dương triệu chứng đặc trưng co cứng hệ thần kinh đôi trường hợp viêm đờ đẫn toát mồ hôi lạnh cứng người bệnh suy nhược thần kinh bệnh nhân cách hoang tưởng cuồng vọng nổi cọc giận dữ bực bội canh ghét cố chấp thiền cận viễn thị mù màu mắt lé vào trong đau đầu bên trong và ở óc liệt sung mạnh ngạnh hóa đa phát nghiến răng khi ngủ ung thư châm não cảm giác đói mất ngủ nhẹ mộng du dối loạn hệ thần kinh do cả âm lẫn dương triệu chứng đặc trưng là giãn hoặc co đôi trường hợp viêm là đảo không vững bệnh cảm thấy bất an buông xuôi phận út oán hận đột thủy tinh thể loạn thị điếc phần trung ương mất thăng bằng tai lùi ác mộng rối loạn hệ hô hấp chú thích vấn đề hút thuốc và ung thư phổi các số liệu thống kê cho thấy ung thư phổi phát triển mạnh ở những nước công nghiệp tiên tiến hơn là những nơi còn sống theo cổ truyền và người ta quy trách nhiệm cho hút thuốc Thật ra nguyên nhân chính của ung thư phổi là sự tiêu thụ quá nhiều thức ăn thịnh âm như đường, cà phê, rượu, nước đá, hóa chất, trái cây và thịnh dương như thực phẩm gốc động vật làm chất máu xấu đi, tạo điều kiện dễ sinh bệnh, đồng thời sinh nhiều chất đờm, bám trong các túi khí của phổi, khiến cho dễ bắt dính khói. Hơi bụi và lại các loại thuốc lá được sản xuất theo quy trình công nghiệp hiện đại nên có tổng hóa chất và hương liệu độc hại. Nếu những chất này tích tụ vượt mức chịu đựng của phổi sẽ kích thích mầm bệnh phộc phát. Điều đó giải thích vì sao dân quê Việt Nam hút thuốc nhiều mà ung thư phổi rất hiếm. Tuy nhiên khói thuốc lá, mộc nguyên chất, hít vào rất dương, vì vậy không nên lạm dụng vì có thể gây ra những xáo trộn bất lợi cho cơ thể, tâm thần và xã hội, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Hết chú thích. Rối loạn ở hệ hô hấp do âm. Trương giãn hệ hô hấp, khó thở, viêm sưng, tình trạng nhiễm trùng, bệnh hen suyễn, viêm cuống phổi, bạch hầu thanh quản, bệnh bạch hầu, khí thủng, viêm màng phổi, viêm aidan rồi vàng họng, ho lao, khó thở vì trứng da, xanh tím, trụy phổi, ung thư cuống họng, hắt hơi, nấc cục, thở dài, khóc nức nở, đôi trường hợp ho, nói lắp, cả lâm, nói lắp. rối loạn hệ thống hô hấp, do dương. Triệu chứng đặc trưng là co rút, khó thở, đôi trường hợp viêm. Bệnh, hơi thở ngắn, ngạt thở, khó thở vì trứng da xanh tím, đôi trường hợp ho. rối loạn hệ hô hấp do cả âm lẫn dương. Triệu chứng là co hoặc giãn, khó thở, đôi trường hợp viêm bệnh viêm phổi phổi có mủ ung thư phổi ung thư lưỡi sơ phổi đôi trường hợp ho nói giọng khàn rối loạn hệ tiêu hóa nội tiết do âm triệu chứng đặc trưng là tăng tiết kích tố học môn âm và giảm tiết kích tố dương tăng trưởng phì đại mệt mỏi bú cổ độc ác tính bú giáp base đầu bệnh to đầu chân tay bệnh khổng lồ bú tuyến yên ba tiểu đường ngọt co cứng cơ da trì, bệnh addison giảm tiết ở tinh hoàn, nữ hóa, suy tuyến sinh dục, vài trường hợp rối loạn kinh nguyệt. Rối loạn hệ thống nội tiết do dương, triệu chứng đặc trưng là giảm tiết kích tố âm và tăng tiết kích tố dương. Tăng trưởng con nịch, dễ cáo gắt, bệnh là bướu cổ lành, bệnh phù niêm, lùn, suy teo tuyến yên, tiểu đường lạt, Thẳng tiết insulin, viêm xương sơ hóa, hội chứng kiều sinh, hội chứng rối sinh, dục thượng thận, dậy thì sớm, nam hóa, thiếu tính dục, vài trường hợp rối loạn kinh nguyệt. Rối loạn hệ thống nội tiết do cả âm lẫn dương. Triệu chứng đặc trưng là kích tố âm và dương tiết không đều và mất cân đối xứng, tăng trưởng không đều, chán nản vô cớ. Bệnh tăng trưởng bất thường, suy tiết insulin, sinh lực và tình dục, tăng giảm bất thường, kinh nguyệt không đều. Rối loạn máu và thể dịch. Chú thích: Theo giáo sư Oshawa, trong 10 ngày ăn uống đúng đắn, phẩm chất máu thay đổi và xem như sức khỏe phục hồi, để hiểu rõ hơn có thể nghiên cứu máu theo sinh học hiện đại máu người gồm các hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và huyết tương. Khi ta thay đổi cách dinh dưỡng thì phẩm chất môi trường tương huyết và tất cả huyết cầu cũng thay đổi. Nhanh hoặc chậm tùy vào từng loại như sau. Huyết tương đổi màu hoàn toàn trong khoảng 10 ngày. Bạch cầu đổi mới hoàn toàn trong 20 đến 80 ngày. Hồng cầu đổi mới hoàn toàn trong khoảng 120 ngày. Như vậy sau 10 ngày ăn uống theo cách mới, toàn bộ hoạt động tâm sinh lý bắt đầu hướng theo xu thế mới và ổn định sau khoảng 4 tháng. Hết chú thích. Dối loạn máu và thể dịch do âm triệu chứng đặc trưng là thiếu sinh lực chướng sưng viêm hồng cầu giảm bạch cầu tăng chảy máu xuất huyết thiếu máu do suy dinh dưỡng bệnh huyết thử, ưa chảy máu ung thư máu xuất xuất huyết nghẽn động mạch hiệp tâm thống đau thắt ngực huyết áp cao thấp tim đập không đều nghẽn tim block viêm tĩnh mạch dung tâm nhĩ tâm thất vài trường hợp tim có tiếng thổi dối loạn máu và thể dịch do dương triệu chứng đặc trưng là mệt mỏi mạch máu co hẹp, bạch cầu giảm trong vài trường hợp, máu đặc. Bệnh là bệnh hoại huyết. Scorbut, vài trường hợp cứng động mạch, nhồi máu cơ tim, suy tim, vài trường hợp tim có tiến thổi. Rối loạn máu và thể dịch do cả âm lẫn dương, mệt mỏi, mạch máu sơ cứng, số lượng huyết cầu mất cân đối, máu nhiều cholesterol và chất béo, bệnh thiếu máu cấp, bệnh huyết khối, máu đóng cục. U lympho ác tính, lympho con, vài trường hợp cứng động mạch, bệnh thấp tim. Huyết áp cao, sơ cứng động mạch, sơ vỡ động mạch. Rối loạn xương khớp. Chú thích: Tác hại của đường đối với xương. Khi ăn đường nhất là đường cát trắng vào cơ thể sẽ gây ra tình trạng gọi là phản ứng axit làm chua máu. Để trung hòa cơ thể phải vận dụng các chất khoáng nhất là chất vôi, canxi trong người. Vì vậy nếu ăn đường thường xuyên, xương và răng sẽ yếu hư vì mất nhiều chất vôi. Rối loạn xương và khớp do âm, xương khớp, xương xương khớp, đôi trường hợp viêm, mềm da hoặc biến dạng, tình trạng nhiễm trùng viêm khớp nhiễm trùng viêm xương lẫn khớp viêm tủy xương nhũn xương viêm bao hoạt dịch ngón chân cái bàn chân bằng bệnh to đầu chân tay trật xương thường xuyên còi xương vẹo cuộc sống rối loạn xương khớp do xương triệu chứng đặc trưng là cứng khớp xương cong vào và biến dạng không cử động được bệnh viêm khớp biến dưỡng thống phòng viêm xương sơ hóa ung thư xương khớp bệnh chân vẹo gù lưng bệnh rối loạn xương khớp do cả âm lẫn dương triệu chứng đặc trưng là đôi trường hợp sưng, đôi trường hợp viêm, cứng lại và biến dạng, cứng ngắc. Bệnh là viêm khớp. Viêm bao xương, ung um thư tủy xương, viêm xương biến dạng. Rối loạn hệ thống cơ gân do âm. Triệu chứng đặc trưng là bại liệt đột ngột, sưng viêm yếu cơ, cơ căng tức nhức cơ, bệnh co cứng cơ. Chuột rút, vọt bẻ, da sệ thoát vị, co giật, kinh luyến. Loạn dưỡng cơ, tiến triển. Rối loạn hệ thống cơ gân do dương, triệu chứng là bại liệt, co rút, cứng cơ, yếu cơ, cơ bất động, bệnh uốn ván, phong đòn gánh, bong gân, trương lực cơ, cường cơ, rối loạn hệ thống cơ gân cho cả âm lẫn dương. Triệu chứng là liệt thẳng, co rút cơ, bệnh là cứng cổ và vai, viêm khớp thấp, vẹo cơ cổ, chặt cổ, teo cơ, nhược cơ trầm trọng. Rối loạn ở da và tóc, do âm, viêm tấy, sưng đỏ, mồ da phân rã, chảy nước, dẫn đến bệnh dị ứng da, da nhiễm trùng, tàng nhan, rối loạn xúc giác hói quanh đầu nóng sốt da ẩm ướt do cường tuyến giáp da căng nứt rối loạn da và tóc do dương triệu chứng là da xanh hoặc vàng mao quản co hẹp mặt da khô dẫn đến ngạt, xanh xao tím người do máu thiếu oxy hói giữa đầu tóc xám người khô khốc vì bị trúng nắng rối loạn da và tóc do cả âm lẫn dương da dày cứng nổi u có mủ nhọt ung thư da da sạm như trì, mụn cơm nốt ruồi hói toàn phần tóc bạc từng bệt u uh hắc tố ám ác tính, sùi ra voi. Rối loạn hệ thống bài tiết do âm. Sưng cơ quan bài tiết viêm nhức, đổ mồ hôi nhiều, nước tiểu trong dẫn đến bệnh viêm bảng quang, đái nhiều, vài trường hợp đái mế, vài trường hợp phù nề. Rối loạn hệ thống bài tiết do dương, triệu chứng là vài trường hợp sưng, không đổ mồ hôi, nước tiểu sẫm, dẫn đến tiểu niệu, đái khó, vài trường hợp ung thư hoặc vài trường hợp đái mế. Rối loạn hệ thống bài tiết do cả âm lẫn dương, Triệu chứng là vài trường hợp sưng đổ mồ hôi nhiều dẫn đến tăng ure huyết, viêm thận, ung thư thận, ung thư bàng quang, thận nhiễm mỡ, sỏi thận, vài trường hợp phù nề. Các triệu chứng của bệnh liệt kháng S: một, Suy sụp chung về sức khỏe, mệt mỏi, kém ăn, sụt cân nghiêm trọng không có nguyên nhân. hai, Sốt không có nguyên nhân kéo dài quá 3 tuần lễ. 3. Ngứa toàn thân hoặc từng vùng, nổi các vết đỏ sậm hoặc như mụn nước. 4. Tổn thương ở da và các niêm mạc, nhất là trong miệng năm rối loạn trí nhớ người bần thần lãnh đạm với chung quanh thay đổi tính nết và cách cư xử 6. đổ mồ hôi trộm ban đêm ướt đẫm cả quần áo chân nệm nhất là vào khoảng nửa đêm đến sáng 7. tiêu chảy dài không có nguyên nhân thỉnh thoảng no hơi và táo bón 8. Nút khó cảm thấy nóng trong ngực và xương ức 9. ho khan kéo dài không rõ nguyên nhân thường xuyên kèm theo sốt cao đặc biệt là chiều tối hơn ban ngày 10. khó thở càng ngày càng tăng 11. chảy máu dưới da và chảy máu ở các khiếu tự nhiên Quý vị tín giả thân mến sau khi nghe xong quyển sách này nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách cốt ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhấn nguồn ăn quả nhấn người trồng cây của người Việt Nam chúng ta <laughs>